Xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cường. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Hôm nay Cương sẽ chia sẻ anh em về hai cái loại vân gỗ đỏ ba chi loại 1 để anh em có một cái nhìn rõ ràng nhất và chi tiết nhất. Thì tại sao Cương lại gọi là gỗ đỏ ba chi loại 1, cái vân nó là loại 1 thì nó là như thế nào, thì anh em hãy cùng Cương ở trong cái video này tìm hiểu một cách là rõ ràng hơn và chi tiết hơn anh em nhé. Thì thực sự là Cương muốn chia sẻ anh em một cái điều này là gỗ gõ đỏ ba chi hoặc là gala hoặc là lize xẻ ra thì cây nào cũng là vân đẹp, nhưng mà loại 1 ở trong một cái cây, ở trong một cái cây thì nó sẽ có, lấy một cây nào mà may mắn ra xẻ cái ra nó được lưu trần lên thì đó, cây đấy anh em xẻ là nó đã thắng rồi, thắng ngay từ là cái mạch đầu tiên anh em nhá. Nó chỉ được khoảng tầm 20-30 phân là nó đẹp thôi, còn bắt đầu là nó vào ở bên trong là nó lại ra cái vân chai anh em nhá, ra cái vân chai nhưng mà vẫn là gỗ gõ, vẫn là gỗ gõ chuẩn, vẫn là gỗ gõ xịn. Đó là anh em hết sức là lưu ý cái loại 1 của nó là vân nó đẹp, nó đẹp từ ngoài. Thì tại vì sao thế? Thứ nhất là nó đẹp từ ngoài là cái vân rồi, thứ hai là cái gỗ là gỗ làng 2, như Cương gọi là gỗ làng 2, anh em thợ gọi là gỗ làng 2 là bìa bắp đấy, là bìa bắp là ở cái mạch đầu xong bắt đầu xuống mạch thứ hai, thứ ba ở cái tầm tấm 15 10 hoặc 10 12 13 14 15 đấy, tùy anh em xẻ. Là tấm đấy, là tấm làng 2 là nó rộng khoảng từ 80 cho đến 1 m. Đó là tấm gỗ làng 2 rất là đẹp anh em nhá. Nên là vì sao được gọi loại 1? Loại 1 là nó đẹp tất từ trên xuống dưới. Nên là anh em hết sức là lưu ý. Thì trong video này Cương muốn chia sẻ anh em là cái mặt gỗ đỏ ba chi là loại 1. Đây là miếng làng 2 đây, xẻ ngay cái bìa lóc ra đây thì là nó sẽ đẹp và đẹp toàn diện như này, là cái vân gỗ là nó nổi bông lên như này anh em xem nhá. Đây anh em xem này, đây là cái vân gỗ ba chi loại 1 đây này, đấy nó bông lên như này các bạn. Đây là hoàn toàn là tự nhiên nha anh em nhá. Thì lắm anh em xem những cái video của Cương rồi thì anh em thấy vân đẹp quá thì anh em lại bảo là vẽ, thực sự ra là chả có vẽ vời gì ở đây cả, anh em lại bảo là vẽ một phần, vẽ sâu xuống một phần, thì thực sự là Cương chả hiểu là anh em đi tìm hiểu ở đâu. Còn như đối với Cương là có sao là Cương chia sẻ vậy để cho anh em rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Còn như đây là tấm gỗ đỏ ba chi loại 1 đây, anh em nhìn nhá, Cương quay một cách là rõ ràng và chi tiết nhất để anh em xem. Đây anh em nhìn này, đấy là tấm này là tấm bìa. Một tấm này thực sự là cái mặt dưới của nó thì nó cũng chẳng ra vân mấy đâu, thì nó chỉ được ở trên đây một tí thôi, ở trên mặt trên đây một tí. Nên là anh em là hết sức là lưu ý là Cương chia sẻ những cái điều gì là nó chân thực nhất và rõ ràng nhất để anh em có cái nhìn là rõ ràng và chi tiết nhất. Thì Cương muốn chia sẻ anh em là cái tấm này thì kích thước của nó là ra sao, như thế nào thì anh em hãy cùng Cương là xem luôn. Tấm này có kích thước là Cương đo ở giữa đây, ở giữa tấm này là chỗ thắt nhất đây, là vào đi là 88 phân, còn chỗ nó lồi lõm ra đây là được vào 90-91 phân. Dài thì tấm này là dài vào đi là 2m09 phân, đây 2m09 phân anh em nhé, tấm này dài 2m09 phân. Dày thì tấm này dày vào đi, Cương xem nào, dày tấm này dày vào 11 phân rưỡi. Đó, tấm này thì như Cương muốn chia sẻ anh em ở đây là thứ nhất là anh em làm được cái tấm mặt bàn cà phê này, hoặc là mặt bàn cà phê này, hoặc là anh em làm cái mặt bàn ăn 6 người. Đó anh em hãy nhìn này, hoặc là anh em làm cái bàn làm việc, có anh em chưa, có anh khách ở nhà mình đến chia sẻ với mình một câu nói rất là hay, mình mua được cái tấm gỗ đẹp mình ăn cơm chỉ cần nhìn cái vân thôi nó đã thích rồi, ăn cơm nó đã thấy ngon rồi, kể cả cơm không ngon ăn bát cơm chay, ăn bớt cơm rau luộc, cơm chấm muối cũng đã thấy ngon, cơ bản là cái tâm của mình nó sướng anh em ạ. Đó là chia sẻ của Cương. Nếu anh em thấy chia sẻ của Cương mà thấy hay mà có ý nghĩa giúp ích được anh em điều gì thì anh em hãy comment vào kênh của Cương, hãy chia sẻ cho Cương những cái kiến thức của anh em có ở đây để anh em cùng học hỏi và chia sẻ lẫn nhau để cùng nhau mua được cái hàng nó có chất lượng và đẹp và độc nhất vô nhị. Đó là chia sẻ của Cương. Với Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.